Mới đây trên mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ la lối lớn tiếng với lực lượng chức năng, đòi rời khỏi khu vực chung cư bị phong tỏa. Được biết sự việc xảy ra tại khu chung cư E-Home 4, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy người phụ nữ này ngồi trên xe máy yêu cầu lực lượng chức năng cho ra khỏi khu vực đang bị phong tỏa để đi mua đồ. Khi lực lượng yêu cầu đeo khẩu trang, người phụ nữ lớn tiếng: "Anh biết tên tôi là ai?" Cùng với đó, người này nhất quyết đòi ra, bất chấp lời khuyên can giải thích của cán bộ công an và y tế. "Tôi không đeo mũ, tại vì biểu đeo khẩu trang là dịch, tôi đeo khẩu trang, dùng khẩu trang ra cho tôi đi mua đồ. Bây giờ anh biết tôi tên liền không?" Người phụ nữ tiếp tục to tiếng. Lúc này một người đàn ông xuất hiện và yêu cầu người phụ nữ phải vào nhà. Người phụ nữ sau đó nổ máy xe và bất ngờ chiếc xe rồ ga đâm vào rào chắn phong tỏa. Lực lượng chức năng đã buộc phải cưỡng chế người phụ nữ, đưa vào bên trong bàn khai báo y tế để xử lý sự việc. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc, lên án hành vi chống đối các biện pháp chống dịch của người phụ nữ trên. Anh thả thằng ra, đứng đây. Thằng đang cũng chạy ra.